Chào mừng các bạn đã đến với bản tin đầu tư trên kênh Invest News. Hello, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn nhé. Mình trân trọng gửi đến quý vị, anh chị, các bạn lô đất cực đẹp nhé. Đây là trục đường chính của khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420 các bạn nhé. Đây là khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420. Sao cười, vấn đề gì? Đây là nhà của hai vợ chồng giảng viên trường sĩ quan chính trị các bạn nhé. À, sĩ quan lục quân. Đây là hai vợ chồng giảng viên của trường sĩ quan lục quân các bạn nhé. Đất rất là đẹp các bạn nhé. Đường này thì là 6m và vỉa hè là 3,5m các bạn nhé. Đây là khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420 các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy thì đất rất là đẹp các nhé. À, hiện tại thì đã có rất nhiều các hộ dân đến về ở và sinh sống rồi các bạn nhé. Đấy. Nó có khoảng 40% là người dân đã đến ở và sinh sống rồi. Lô đất rất là đẹp các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số hotline của bên mình là 0902 256 444 các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại cầm tay của mình là 0943 456 766 các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp các bạn nhé. Đường rất là đẹp. Đây mình trân trọng giới thiệu với các bạn là lô đất là 200m² các bạn nhé. 200m². Đây, các bạn nhìn thấy đây. Lô đất 200m², rất là đẹp. Ngang là 8m40 các bạn nhé. Dài là 24m. Ngang 8m40 và dài là 24m. Tổng diện tích là 200m² các bạn. Lô này thì có thể để tách đôi được các bạn nhé. Lô này tách đôi được nhé. Và giá thì mình đang chào bán công khai là 25 triệu một mét vuông các bạn nhé. Giá này là chủ đầu tư đưa ra với mức giá công khai và là giá chốt là 25 triệu một mét vuông các bạn nhé. Chủ đầu tư thì đang chào bán với giá là 25,5 triệu một mét vuông nhưng giá chốt bán là 25 triệu một mét vuông các bạn nhé. Đấy, đất rất là đẹp các bạn nhé. Rất cực đẹp luôn. Đường rộng các bạn nhé, vỉa hè đây, các bạn nhìn thấy vỉa hè đây. Vỉa hè rộng nhé. Đó. Lô đất cực đẹp nhé. Lô này là dãy làn 2 của khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420 các bạn nhé. Đây, như các bạn nhìn thấy thì dân cư rất là đông rồi. Dân cư đông đúc rồi. Đó. Anh chị, các bạn đầu tư có nhu cầu thì liên hệ ngay với mình qua số điện thoại hotline là 0902 256 444. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại cầm tay của mình là 094 345 6766 các bạn nhé. Mình sẽ bạn nào cần muốn mình tư vấn về đầu tư bất động sản cũng như thể là tư vấn về quy hoạch sử dụng đất thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với hotline của bên văn phòng mình. Cũng như thể là số điện thoại cầm tay của mình các bạn nhé. Đất ở đây thì rất là đẹp các bạn nhé. Bất động sản Tịch Thất xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị trong thời gian qua đã theo dõi kênh cũng như thể là đăng ký kênh ủng hộ bất động sản Tịch Thất nhé. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt quý vị anh chị và các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.